Mở đèn sáng sáng. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Hùng Nguyễn Thái đây. Ngày hôm nay mình sẽ review cái resort này. Và đây chính là phòng toilet. Bên trong kia là phòng ngủ. Và ngoài trong căn kia là một căn nha. Đây là cái TV. Đây là cái kệ đựng nội thất. Ly, chén, nồi này nọ. Bình ấm trà này nọ ha. Mời các bạn vô đây. Và đây chính là bồn rửa mặt. Đây giò. Đây là giò xe để tắm. Bồn cầu để đi vệ sinh. Nãy. Và đây là cái điện thoại có thể gọi cho phục vụ. Đây, điện thoại. Còn kia là cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đây là đèn. Ô điện ở đây. Hiện bên trong đây là phòng ngủ, lát nữa ra ngoài review. Bên kia nữa, bên kia phải mở bên kia nữa mới ra được.